Xin chào tất cả quý độc giả của Molly Star. Mình là nhạc sĩ, ca sĩ và học phước. Lời đầu tiên thì không biết là hôm nay anh có mặt ở đây để ủng hộ Đạt Tri đúng không ạ? Thì không biết là mối quan hệ của anh và anh Đạt Tri như thế nào ạ? Đạt Tri đối với anh là một nhạc sĩ và ca sĩ rất là tài năng. Và trước đây thì anh cùng với quản lý của Đạt Tri là Trang thì cũng có một mối quan hệ khá là thân thiết. Cho nên hôm nay khi mà nhận được lời mời đến với cuộc họp báo của Đạt Tri thì không có lý do gì mà anh từ chối. Và ngoài ra nữa thì có một cái niềm vui khi mà được chia sẻ cùng với đồng nghiệp của mình khi mà họ ra mắt những cái tác phẩm, thì đó là một cái sự chia sẻ mà anh muốn dành cho những người đồng nghiệp và những người đàn em của mình. Anh đánh giá như thế nào về tư duy âm nhạc của anh Đạt Tri ạ? Nếu mà nói thẳng thắn thì ở trong thời gian đầu khi mà những ca khúc của Đạt thì anh không theo dõi lắm, nhưng mà ở sau này khi mà những ca khúc như Anh Đã Ở Lại và những ca khúc về càng về sau thì cái độ chín mùi ở trong cách viết của Đạt cũng ngày càng được nâng cao lên, và anh đánh giá rất là cao khi mà ở mỗi ca khúc nó đều có những cái ý tứ rất là lạ, nó tạo nên được cái sự khác biệt ở trong thị trường. Và ngoài ra nữa có một cái điểm đặc biệt ở Đạt kia đó chính là giọng hát. Ở mỗi một ca khúc khi mà cho dù Đạt bán cho một ca sĩ nào, họ sẽ trình bày ca khúc đó với chất giọng của họ, nhưng khi được diễn tả lại qua chất giọng của Đạt Tri thì nó biến thành một cái cảm xúc hoàn toàn khác, dây dứt hơn và đặc biệt là tha thiết hơn rất là nhiều. Dạ, thì về con đường của Đạt Tri như vậy, còn con đường âm nhạc của anh như thế nào hiện tại á? Về con đường âm nhạc của Phạm Phước thì chắc là các bạn biết là trong suốt những năm tháng gần qua thì Phước đã tập trung vào kinh doanh rất là nhiều, và mình cũng có được trộm vía có được những thành công nhất định trên mạng kinh doanh. Phước chỉ vừa mới quay lại với âm nhạc vào đầu năm 2022, đó là đặc biệt là sau dịch, và mình đã có những cái tư tưởng được thay đổi ở trong đó của mình, và mình nghĩ là đây là thời điểm thích hợp để mình quay trở lại với lại âm nhạc. Và các bạn thấy là Phước đã tham gia có rất là nhiều đêm nhạc riêng ở tại Sài Gòn và các vùng miền khác, và rất là may mắn trộm vía là mỗi đêm nhạc đều rất là thành công, có những khán giả đến và họ ủng hộ mình. Và ngoài ra nữa là Phước có tham gia một số chương trình thực tế như là Xuân Hạ Thu Đông rồi Lại Xuân cùng với em Phan Mai Hương. Và chắc là sẽ bật mí một chút, đó là khoảng vào cuối năm 2023 này thì Phước sẽ có một cái dự án âm nhạc đặc biệt, cái EP cùng với một người bạn của mình. Đó là ai thì chắc là để thêm một thời gian nữa sẽ bật mí, chắc chắn là các bạn sẽ không thất vọng về cái dự án này đâu. Đó sẽ là một dự án mà ngoài âm nhạc với những chất liệu mới mang đậm phong cách của Phạm Phước thì nó sẽ còn là một dịp tri ân rất là nhiều đối với Phước và cả người bạn của Phước trong âm nhạc. Và ngoài ra nữa thì ngoài việc là Phước hát thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho những cái sản phẩm mà Phước sản xuất cho các ca sĩ khác, ví dụ như chị Phạm Quỳnh Anh hay là sắp tới đây là Jackie chẳng hạn. Thì con đường trở lại âm nhạc của anh gần đây với lại so với hiện tại trước kia thì nó khác nhau như thế nào ạ? Anh nghĩ là có một cái sự khác nhau rất là lớn. Nếu như mà trước đây khi mà anh bước vào âm nhạc, anh nghĩ rằng là tôi phải ra ca khúc này để nó được hit, nó phải được lên bảng xếp hạng, hoặc là mình sẽ cân đo đong đếm xem là ca khúc nào sẽ viết về chủ đề nào thì nó dễ viral, hoặc là hát bài nào thì dễ đi show. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Phước đa phần thiên về cảm xúc là nhiều hơn. Mình không có quá nhiều cái gánh nặng về kinh tế, và ít ra là ở trên thị trường mình rất là biết ơn bởi vì mình đã có được một cái chỗ đứng riêng và có được một cái phong cách âm nhạc riêng. Và Phước tin là bất kỳ người sáng tác nào cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi mà mình hát lên và cái bài hát của mình được cất lên. Chỉ cần cái lời nhạc thôi, người ta đã biết đó là phong cách của người nhạc sĩ nào rồi. Thì Phước tin là mình chỉ cần giữ vững cái phong cách đó của mình và đi tiếp trên cái đường đó. Thì Phước tin là cái điểm khác biệt lớn nhất ở đây đó là mỗi một ca khúc ra, Phước không có giới hạn về việc là ở một năm tôi phải ra một bài, hay là tôi cần phải ra bài để hâm nóng tên tuổi, hay là tôi cần phải có một câu chuyện truyền thông nào đó. Mà Phước tin là khán giả của Phước đều là những người sẽ dõi theo, bởi vì mỗi sản phẩm nó đều sẽ chỉnh chu và mỗi sản phẩm nó sẽ đều kỷ niệm cho một cái dịp gì đó. Chẳng hạn như là cái EP sắp tới Phước ra sẽ là một cái EP rất là đặc biệt, bởi vì không chỉ dành cho Phước mà dành cho người bạn của Phước nữa. Thì cái điều gì đã làm anh thay đổi về cái tư duy âm nhạc như vậy? Một trong những cái điều mà thay đổi lớn nhất đó là sau giãn cách, khi mà các bạn biết là ở trong giãn cách thì ca sĩ không thể đi hát được, và số lượng công việc của một người ca sĩ nó cũng không có nhiều trong thời điểm đó. Và tuy nhiên bởi vì trước đó thì mình đã có kinh doanh rồi, cho nên là mình cảm thấy được rằng là khi mà mình muốn nuôi dưỡng cái đam mê của mình và mình muốn đi đường dài thì mình không chỉ làm nghệ thuật bằng một cách thương mại được, có nghĩa là tôi cần phải ra bài để tôi hâm nóng tên tuổi, tôi ra bài để tôi đi hát,
tôi ra bài để tôi nổi tiếng. Mà Phước nghĩ là cái điều quan trọng cốt lõi nhất để giữ được tên tuổi của mình trên thị trường, đó là mình phải làm sao giữ được cái chất riêng trong tác phẩm của mình và phải giữ được chất lượng. Có thể ở thời điểm trước, ví dụ 3 tháng trước đi, Phước là một người rất là nổi tiếng, nhưng mà chỉ cần một người nghệ sĩ không ra sản phẩm trong tầm khoảng 1 tháng không xuất hiện trên truyền thông thôi thì khán giả đã quên mất rồi. Hoặc là có những khi thì mình đi diễn ở thời điểm trước, người ta chạy lên người ta xin chữ ký chụp hình của mình, nhưng mà chẳng hạn như 2022 khi mình bắt đầu đi diễn trở lại, có một số người người ta không nhận ra mình, người ta không lại chụp hình với mình, nhưng mà mình cảm thấy cái điều đó rất là bình thường. Cái việc quan trọng của một người nghệ sĩ đó là duy trì tiêu chuẩn cho tác phẩm. Khi mình làm được điều đó, mình sẽ luôn rất là tự hào. Thì cái thời điểm mà anh ở học như vậy thì trong cái thời gian đó thì anh làm gì á? Trong thời gian đó thì như Phước có chia sẻ thì Phước có những cái công việc kinh doanh riêng của mình. Ngoài quán chay ra thì Phước cũng còn có đầu tư cho một số mảng khác nữa. Và trộm vía là rất là may mắn là những cái sự đầu tư đó của mình đều có kết quả. Và mình cảm thấy rất là biết ơn, tại vì khi mà mình có được những sự thành công ở những mảng khác thì nó hỗ trợ rất là nhiều cho mình ở trong nghệ thuật. Cho nên có một cái điều mà khán giả của Phước có thể tưởng tượng rằng là mình sẽ không làm nghệ thuật về thương mại. Mỗi một sản phẩm mình ra cho dù rất lâu mình mới trở lại thì nó vẫn là những cái gì nó chỉnh chu và tâm huyết nhất.